tàu chiến tàng hình Dungeon, đắt nhất ngang tàu sân bay, nhưng cuối cùng thành trò cười của nước Mỹ. Đây là tàu khu trục lớp Dungeon, loại khu trục hạm mới nhất của Hải quân Mỹ trong thế kỷ 21. Chỉ cần nhìn vào ngoại hình thôi, cũng đủ cảm nhận đậm chất khoa học viễn tưởng. Dungeon có chiều dài 182m, rộng 24m, lượng giãn nước đầy tải lên tới 14.500 tấn, trở thành khu trục hạm lớn nhất thế giới hiện nay. So với đàn anh Erebus, Dungeon dài hơn gần 30m, rộng hơn 4m và nặng hơn khoảng 5.500 tấn. Nhưng Dungeon không chỉ đơn giản là to hơn. Khác với các khu trục hạm thông thường, Dungeon là một chiến hạm tàng hình, ngoại hình gọn gàng, không có anten lộn xộn hay bề mặt gồ ghề. Trên radar, nó chỉ hiện ra giống như một chiếc thuyền cá dài hơn 10m, diện tích phản xạ radar chỉ bằng khoảng 2% so với lớp Erebus. Ngoài ra, con tàu này còn được tích hợp rất nhiều công nghệ tối tân, gần như từ trong ra ngoài đều chứa đựng kỹ thuật tiên tiến nhất của Hải quân Mỹ. Đặc biệt, hai khẩu pháo hải quân cỡ lớn của nó được coi là trái tim của toàn bộ chiến hạm. Mỹ đặt kỳ vọng cực cao, coi Dungeon là hình mẫu chiến hạm tương lai, vừa có thể thay thế lớp Erebus, vừa đủ sức đóng vai trò tàu chiến lược yểm trợ hỏa lực tầm xa. Quả thật, đây chính là chiến hạm trong mơ của Hải quân Mỹ. Sau khi tôi đến thăm DDG-1000, khi nó còn đang được đóng, tôi đã nói, nếu Batman mà có một con tàu, thì chắc chắn đó sẽ là USS John Walt. Tất nhiên tôi không phải là Bruce Wayne, nhưng giống như bản ngã khác của Batman, tôi cũng từng bị cho là có một niềm đam mê không biết chán với những công nghệ tối tân để chống lại thế lực bóng tối ngay trong khu phố của mình. Thế nhìn, với một khu trục hạm nghe có vẻ hoàn hảo như vậy, quá trình thử nghiệm của nó lại không hề hoàn hảo chút nào. Ban đầu Hải quân Mỹ dự định mua khoảng 32 chiếc để trang bị đại trà cho lực lượng. Thế nhưng đến nay, lớp Dungeon chỉ được đóng 3 chiếc và các chương trình đóng tiếp sau đó đã bị hủy bỏ. Ba con tàu hiện có còn phải đối mặt với việc cải sửa quy mô lớn để đáp ứng các nhu cầu tác chiến mới. Vậy thực tế, Dungeon là một chiến hạm như thế nào và nó đã trải qua những gì từ lúc được chào đón nồng nhiệt đến khi rơi vào tình trạng mất chỗ đứng trong nội bộ Hải quân Mỹ? Chào mừng bạn đến với Beam & M Military, nơi tập trung phân tích trang bị quân sự các nước. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chiếc giấc mơ của Hải quân Mỹ, khu trục hạm lớp Dumont. Những năm 90 của thế kỷ trước, Liên Xô sụp đổ, chiến tranh lạnh chấm dứt. Không còn đối thủ mạnh như Liên Xô, uy quyền hải quân của Mỹ trở nên gần như bất khả xâm phạm. Chỉ riêng lực lượng tàu sân bay, Mỹ đã sở hữu 16 chiếc. Trong số đó có 5 chiếc lớp Nimitz, cùng với tàu sân bay Enterprise và nhiều đơn vị khác. Tổng thể, sức mạnh tác chiến thật sự đáng kinh sợ. Có thể nói, trên đại dương, Mỹ gần như không còn đối thủ. Khi trên biển không tìm được đối thủ, họ chuyển hướng ra đất liền. Năm 1991, chiến tranh vùng vịnh bùng nổ. Để tiêu diệt chế độ của Saddam ở Iraq, Mỹ phát động chiến dịch bão sa mạc. Osama Bin Laden đã châm ngòi cho cuộc chiến tàn khốc chống lại Kuwait. Đêm nay, trận chiến đã chính thức bắt đầu. Trận chiến này đã khiến cả thế giới nhìn rõ bộ mặt của chiến tranh hiện đại sẽ ra sao. Chỉ với sức mạnh không quân, Mỹ đã gần như hoàn toàn hủy diệt Iraq. Trong đó, Hải quân Mỹ đã huy động tới 6 nhóm tác chiến tàu sân bay với gần 500 máy bay thay phiên xuất kích, thực hiện đủ loại nhiệm vụ tấn công mặt đất. Thậm chí, cả hai cựu binh từ Thế chiến 2, những thiết giáp hạm lớp Iowa cũng được đưa vào tham chiến, khai hỏa hơn 1.100 quả đạn pháo cỡ 406mm để oanh kích các công trình quân sự của Iraq. Chiến dịch quân sự lừng lẫy này chỉ kéo dài hơn một tháng, quân đội Iraq đã hoàn toàn thất bại. Gần 500.000 lính lục quân Mỹ gần như chẳng phải làm gì, chỉ tham gia tượng trưng. Chính cuộc chiến này đã khiến Hải quân Mỹ càng thêm khẳng định chiến lược của mình. Từ hải chiến trên đại dương thời chiến tranh lạnh, dần chuyển sang khả năng tấn công đất liền, nhằm ứng phó với những cuộc xung đột khu vực ngày càng nhiều. Các thiết giáp hạm lớp Iowa sau đó đều ngừng hoạt động vào năm 1992. Thiếu đi loại chiến hạm chiến lược vừa rẻ vừa mạnh này, Hải quân Mỹ cần một lớp tàu mới có thể lấp đầy khoảng trống trong khả năng tấn công mặt đất.
Và chính trong bối cảnh đó, khu trục hạm lớp Zamwan đã ra đời. Năm 1994, chương trình SC-21 được khởi động. Hải quân Mỹ bắt đầu tìm kiếm một mẫu chiến hạm tấn công đất liền cho thế kỷ 21. Ban đầu, chương trình đề xuất 3 phương án khái niệm: xây dựng một tàu đa năng cỡ lớn với nhiều khoang chuyên dụng, phát triển phiên bản nâng cấp của lớp Orlebuck, triển khai một dự án tuần dương hạm tiên tiến. Cuối cùng, họ chọn phương án thứ 3, phương án B, mẫu khái niệm có lượng giãn nước khoảng 9.400 tấn, trang bị 2 pháo chính cỡ 5 inch và 64 ống phóng thẳng đứng, VLS. Đây chính là tiền thân của lớp Zumwalt. Tuy nhiên, năm 1995, chương trình này bị Tư lệnh Hoạt động Hải quân, Chief of Naval Operations, lúc bấy giờ Đô đốc Michael Border, hủy bỏ. Ông ủng hộ việc chế tạo một tàu thuần phóng tên lửa, chỉ có chức năng phóng tên lửa, với sức chứa cực lớn, hơn 500 ống phóng thẳng đứng, lượng giãn nước vượt 30.000 tấn. Loại tàu này được Hải quân Mỹ gọi là Arsenal Ship, hay còn gọi là tàu kho vũ khí. Đô đốc Borda rất tin tưởng vào dự án này. Theo ông, Arsenal Ship là giải pháp tối ưu để cung cấp hỏa lực tầm xa chống mục tiêu đất liền, đồng thời có thể né qua nhiều thủ tục quan liêu và nhanh chóng đưa ra nguyên mẫu trước năm 2000. Đáng tiếc, Đô đốc Borda tự sát vào năm 1996, mất đi người ủng hộ mạnh mẽ nhất, dự án Arsenal Ship bị hủy bỏ. Thay vào đó, Hải quân quay lại phát triển mẫu khái niệm từ SC-21, nhưng lần này nhồi nhét thêm nhiều công nghệ tiên tiến hơn. Và cuối cùng, lớp tàu được đặt tên Zumwalt, theo tên một trong những tư lệnh hải quân trẻ nhất trong lịch sử. Ban đầu, Hải quân Mỹ dự định chi 46 tỷ USD để mua 32 tàu khu trục lớp Zumwalt, tính ra trung bình 1,4 tỷ USD trên chiếc. Thế nhưng, kế hoạch lại không suôn sẻ, chi phí nghiên cứu và thử nghiệm các công nghệ mới quá đắt đỏ. Số lượng đặt hàng từ 32 chiếc giảm xuống còn 24 chiếc. Đến năm 2005 lại giảm tiếp xuống 16 chiếc. Lúc này, giá thành mỗi tàu đã tăng vọt lên 3 tỷ USD. Để duy trì dự án, Hải quân buộc phải tiếp tục cắt giảm quy mô nhằm hạ ngân sách. Chỉ còn 7 chiếc. Tháng 11 năm 2005, kế hoạch cuối cùng cũng được thông qua, bước vào giai đoạn sản xuất. Thế nhưng, chưa kịp đi xa thì nghi ngờ lại nổi lên từ chính nội bộ Hải quân. Tháng 7 năm 2008, Hải quân Mỹ tuyên bố tình hình thế giới đã thay đổi. Dựa trên 15 báo cáo mật, họ kết luận rằng lớp Zumwalt rất dễ bị tấn công bằng tên lửa và cho rằng đóng thêm khu trục hạm lớp Arleigh sẽ thiết thực hơn. Nói cách khác, Hải quân không còn mặn mà với đứa con cưng của mình. Chưa dừng lại ở đó, đến tháng 1 năm 2009, giá thành mỗi tàu Zumwalt đã vọt lên tới 5,964 tỷ USD, cao hơn 81% so với ước tính ban đầu khi dự án được thông qua. Con số này đã vi phạm đạo luật Noon-McCarthy, vốn được đặt ra nhằm hạn chế sự leo thang chi phí trong các chương trình vũ khí của Mỹ. Theo luật, nếu chi phí vượt quá 25% ngân sách ban đầu, Lầu Năm Góc bắt buộc phải báo cáo trước Quốc hội. Theo quy định, khi chi phí vượt quá 50% so với dự toán ban đầu, Bộ trưởng Quốc phòng bắt buộc phải trình bày trước Quốc hội một bản báo cáo chi tiết, chứng minh sự cần thiết và tính không thể thay thế của dự án, nếu không chương trình sẽ bị hủy bỏ. Đến tháng 4 năm 2009, mọi chuyện đã được định đoạt. Bộ trưởng Quốc phòng tuyên bố số lượng tàu Zumwalt sẽ dừng lại ở 3 chiếc. Thực tế, chiếc thứ 3 suýt nữa cũng bị hủy, nhưng để duy trì năng lực của nhà máy đóng tàu Bath Iron Works, tránh cho xưởng bị ngắt quãng sản xuất, người ta mới quyết định đóng thêm chiếc này. Sau khi hoàn tất 3 chiếc Zumwalt, nhà máy sẽ tiếp tục đóng tàu khu trục lớp Arleigh. Chiếc Zumwalt đầu tiên bắt đầu đóng vào tháng 2 năm 2009, hạ thủy tháng 10 năm 2013 và chính thức biên chế tháng 10 năm 2016. Cũng trong năm đó, Viện Hải quân Mỹ cho biết, tính cả chi phí nghiên cứu và phát triển, tổng kinh phí cho 3 chiếc Zumwalt lên tới 22,5 tỷ USD, tức trung bình 7,5 tỷ USD một chiếc. Để so sánh, một chiếc Zumwalt bằng 7,5 tuần dương hạm Ticonderoga,
hoặc bằng 3,5 khu trục hạm Alebek, thậm chí tương đương hơn 2 tàu sân bay hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp. Chi phí này còn cao hơn cả ngân sách quốc phòng năm 2023 của Philippines. Có thể nói, Zoom One đích thực là một cỗ máy hút tiền của Hải quân Mỹ. Mà nguyên nhân khiến Zoom One đắt đỏ như vậy chủ yếu xuất phát từ việc nó được nhồi nhét quá nhiều công nghệ hack khoa học, Black Technologies. Trước hết, mục đích lớn nhất của lớp Zoom One là cung cấp hỏa lực yểm trợ mặt đất. Toàn bộ con tàu được thiết kế xoay quanh hai khẩu pháo mà Hải quân Mỹ gọi là Hệ thống pháo tiên tiến Advanced Gun System, AGS. Đạn dùng cho AGS là loại LRLAP, một loại đạn đặc biệt không chỉ có bộ đẩy mà còn được hướng dẫn bằng GPS. Tầm bắn tối đa khoảng 185 km, độ chính xác vào cỡ 50m. Có thể hiểu đơn giản, đây là một loại pháo tầm xa, độ chính xác cao. Khi không sử dụng, nòng pháo có thể thu gọn hoặc ẩn vào ụ pháo để tối thiểu diện tích phản xạ radar. Hải quân Mỹ tuyên bố hai khẩu AGS trên Zoom One có thể đảm nhiệm khối lượng công việc tương đương 6 khẩu pháo thông thường và kết hợp với hệ thống nạp đạn nhanh có thể bắn 6 viên đạn chính xác chỉ trong 2 giây. Nghe thì rất ấn tượng. Nếu mọi thứ vận hành bình thường, khả năng yểm trợ mặt đất của tàu là không phải bàn. Vấn đề lớn ở đây lại là chi phí. Ban đầu người ta ước tính nếu đóng 32 chiếc Zoom One, chi phí mua đạn LRAP sẽ ở khoảng 35.000 USD trên viên. Nhưng khi chương trình bị cắt gọn chỉ còn 3 chiếc, chi phí đơn vị tăng vọt. Cuối cùng mỗi viên LRAP có giá khoảng 1 triệu USD. Để so sánh, một quả tên lửa hành trình Tomahawk cũng có giá tương đương 1 triệu USD. Trong khi tầm bay của Tomahawk dài gấp 15 lần tầm của LRLAP, hiệu suất sử dụng, hiệu quả tải từng được kỳ vọng tăng gấp 30 lần. Tuy nhiên, dự án đạn dược rơi vào khủng hoảng. Hải quân Mỹ sau khi mua khoảng 650 viên vào năm 2015 thì đã hủy bỏ chương trình vì chi phí quá cao. Hiện chỉ còn khoảng 90 viên trong kho, lượng đạn còn lại rất ít. Hơn nữa, hai khẩu pháo 155mm trên Zoom One do thiết kế đặc thù chỉ tương thích với đạn LLAP, không tương thích với các loại đạn pháo thông thường khác. Điều này đã khiến 3 chiếc Zoom One hiện có rơi vào tình trạng hết đạn cho nhiệm vụ pháo chính. Vì vậy, Hải quân Mỹ đã bắt đầu lên kế hoạch tháo dỡ hệ thống pháo tiên tiến này và thay bằng các tên lửa siêu thanh phù hợp hơn với nhu cầu hiện tại. Ngoài pháo, Zoom One còn trang bị hệ thống phóng thẳng đứng MKVLS, tổng cộng 80 ống bố trí hai bên thân, có thể dùng để phóng nhiều loại tên lửa khác nhau, gồm tên lửa hạm đối đất và phòng không. Về khả năng tác chiến trên không, Zoom One có thể mang 3 trực thăng tấn công không người lái MQS-AB hoặc 2 trực thăng MHG-60 Seahawk. Mỗi loại đều có thể trang bị đạn Hellfire hoặc Ngư Lôi. Nói về thiết kế tàng hình độc đáo của Zoom One, để giảm diện tích phản xạ radar, nó sử dụng thân tàu dạng Thumble Home, thân thuôn vào trên cao và một sàn bong làm bằng vật liệu tổng hợp. Hầu hết trang bị được bố trí bên trong siêu cấu trúc. Toàn bộ siêu cấu trúc chỉ có 6 mặt phẳng cân đối, khiến kiểu dáng tổng thể rất gọn gàng. Đạt được khả năng tàng hình trên một chiến hạm có kích thước lớn như vậy là một thành tựu kỹ thuật đáng kể. Zoom One khó bị phát hiện trên radar hơn các khu trục thông thường khoảng 50 lần. Dĩ nhiên, công nghệ tàng hình ở quy mô lớn như vậy có giá thành rất đắt đỏ và khi ứng dụng đại trà thì chi phí còn là con số khổng lồ. Thực tế, tàng hình không hề phải là yếu tố cần thiết. Nhiệm vụ chính của Zoom One là hỗ trợ hỏa lực đối đất. Điều này buộc chiến hạm phải hoạt động ở vùng biển gần bờ. Trong khu vực này, ngay cả những trạm radar ven biển cũng đủ khả năng theo dõi. Huống hồ là khi bắt đầu khai hỏa thì mọi lợi thế tàng hình sẽ lập tức mất đi. Hơn nữa, Hải quân Mỹ vốn thường triển khai theo biên đội lớn, trong đó phần lớn tàu chiến đều không có khả năng tàng hình. Điều đó khiến năng lực tàng hình của Zoom One trở nên thừa thãi, vẽ rắn thêm chân, khó phát huy hiệu quả thực tế. Theo Viện Nghiên cứu Hải quân Mỹ, thiết kế ban đầu của Zoom One có diện tích phản xạ radar nhỏ hơn rất nhiều, nhưng vì lý do chi phí quá cao, Hải quân buộc phải tăng diện tích phản xạ trong quá trình đóng tàu để tiết kiệm ngân sách. Thực tế, một phần lớn chi phí khổng lồ của Zoom One đã bị ngốn vào công nghệ tàng hình. Tiếp theo là về thiết kế hình dáng độc đáo của Zoom One.
Khác với tàu chiến truyền thống, có thân trên rộng, dưới hẹp, dạng tam giác ngược, Zumwalt lại có thân trên hẹp, dưới rộng, dạng tam giác xuôi. Phần mũi tàu chìm dưới nước còn dài hơn cả boong chính, tạo ra một cấu trúc đặc biệt, gọi là thân tàu chamber home. Phần thân từ mực nước trở lên nghiêng dần vào trong, giúp giảm đáng kể diện tích phản xạ radar. Ngoài ra, thiết kế này khiến Zumwalt khi di chuyển như một lưỡi dao rẽ nước, cho khả năng ổn định vượt trội, vận hành êm ái và cân bằng hơn so với các khu trục hạm hoặc tuần dương hạm truyền thống, ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo lời quản lý dự án Zumwalt, thiết kế thân tàu thâm bổ hôm, thân thuôn vào trên là kiểu duy nhất mà Hải quân có thể chế tạo, vừa giảm thiểu sóng khi di chuyển, vừa hạn chế bị radar phát hiện. Về mặt đặc tính thủy động học, Zumwalt có thể sánh ngang với tàu ngầm lớp Los Angeles. Nhờ mức độ tự động hóa được tăng cường mạnh mẽ, biên chế tối thiểu của Zumwalt chỉ cần khoảng 130 thủy thủ, trong khi một tàu khu trục Aliberg Fly 2A cần tới 380 người. Ý tưởng ban đầu là rất hay, giảm số lượng thủy thủ sẽ tiết kiệm chi phí vận hành, số tiền thừa ra có thể dùng để xây thêm tàu. Nhưng thực tế cho thấy, số tiền tiết kiệm từ việc cắt giảm nhân sự không bao giờ bù nổi chi phí nghiên cứu, phát triển hệ thống tự động hóa. Ngoài ra, số lượng thủy thủ quá ít cũng khiến khả năng sống sót khi trúng đòn trong chiến đấu giảm đáng kể. Lý do là không đủ người để khẩn cấp sửa chữa hư hại, nên con tàu dễ mất sức chiến đấu hơn. Dù vậy, việc giảm biên chế vẫn có một số lợi ích. Mỗi thủy thủ sẽ có không gian sinh hoạt rộng rãi hơn. Khu ở, 4 người một phòng, giường tầng kiểu tàu hỏa giường mềm, không gian khá thoải mái, thoát khỏi cảnh chật chội kiểu ngăn kéo quan tài trên lớp bắc. Khu vệ sinh được bố trí hợp lý, có cả phòng tắm đứng ngay bên cạnh, chắc chắn tiện nghi hơn nhiều so với toilet hay tắc trên tàu sân bay lớp Ford. Cơ sở y tế, Zumwalt còn có phòng y tế đầy đủ trang thiết bị, thậm chí có thể tiến hành phẫu thuật, nâng cao đáng kể khả năng chăm sóc sức khỏe cho thủy thủ. Zumwalt còn được trang bị phòng gym tiêu chuẩn, thậm chí có cả tiệm cắt tóc cho thủy thủ. Tuy nhiên, về thức ăn thì không có gì nổi bật, vẫn chỉ là suất ăn hải quân tiêu chuẩn. Tổng kết lại, nguyên nhân lớn nhất khiến Zumwalt thất bại chính là việc nhồi nhét quá nhiều công nghệ mới trong cùng một dự án. Ngoài những điểm đã đề cập, con tàu còn tích hợp hàng loạt công nghệ tương lai khác như hệ thống động lực điện tích hợp, hệ thống tác chiến chống ngầm hợp nhất, môi trường tính toán chung trực tuyến, hệ thống tự động cách ly đường ống khi bị hỏng. Cộng lại, có đến hơn chục công nghệ chưa từng được kiểm chứng, biến Zumwalt trở thành chiến hạm chứa nhiều hack công nghệ nhất của Mỹ trong thế kỷ 21. Thế nhưng, nhiều không đồng nghĩa với tốt. Việc áp dụng ồ ạt công nghệ chưa qua thử nghiệm khiến chi phí dự án đội lên chóng mặt. Và cuối cùng, vì ngân sách không thể gánh nổi, chương trình buộc phải cắt giảm quy mô. Cho đến nay, Zumwalt vẫn chưa tìm được vai trò cụ thể trong Hải quân Mỹ. Tương lai, nó có thể lật mình hồi sinh hay không, còn phụ thuộc vào việc tích hợp thành công tên lửa siêu thanh trong những năm tới. Dĩ nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Zumwalt không hoàn toàn vô dụng. Ít nhất, nó đã trở thành người thử nghiệm trong nhiều lĩnh vực công nghệ then chốt. Về lâu dài, những kinh nghiệm thu được chắc chắn sẽ mang lại lợi ích cho các thế hệ tàu chiến sau này. Như vậy là hết nội dung của kỳ này. Nếu bạn thích video thì đừng quên like, share, subscribe để ủng hộ nhé. Hẹn gặp lại trong tập tiếp theo khi chúng ta quay lại Thế chiến 2 để tìm hiểu về chiến tích của tàu chiến lớp Fletcher.